Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Học viện Marketing Online. Thì ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một công cụ hỗ trợ bán hàng online miễn phí giúp người bán hàng tăng lượng tương tác bài viết, tăng like fanpage và tăng người theo dõi. Thì các bạn vào Google tra từ khóa là Livebot và các bạn có thể truy cập trực tiếp vào trang web là livebot.net. Đó, các bạn truy cập vào trang web. Rồi chúng ta sẽ tải phần mềm này xuống. Ở đây thì các bạn chọn hệ điều hành đúng với hệ điều hành của máy và ngôn ngữ của mình. Sau đó tải phần mềm này xuống. Thì cái phần mềm này nó mới được cập nhật nên phiên bản mới có khá nhiều chức năng mới mẻ, dung lượng khá là ít và hầu như là không có virus gì, tiện lợi cho những người dùng. Ở phần mềm này có cái là có phí và có cái là miễn phí, thì tôi khuyên các bạn chỉ dùng cái miễn phí thôi. Đó, chúng ta tải phần mềm này xong rồi và tiến hành cài đặt thôi. Cài đặt, các bước cài đặt thì khá là đơn giản vì toàn bộ phần cài đặt này đều là bằng tiếng Việt. Đó, cài đặt xong rồi chúng ta sẽ mở phần mềm này lên. Thì ở đây tôi đã đăng nhập Facebook của mình vào rồi, còn bạn nào mới tải phần mềm về thì hãy đăng nhập Facebook của mình vào đây. Đó, các bạn nhìn thấy không? Ở đây có hai phần, đó là phần coi và phần gold. Thì phần gold này thì các bạn sẽ phải làm tiền vào. Còn cái phần coi này thì các bạn chỉ cần đăng nhập Facebook vào phần mềm và chúng ta sẽ on phần mềm này lên, bật phần mềm này lên để nhận được số coi tương ứng. Ở đây các bạn nhìn thấy trong chữ không ạ? Bạn sẽ nhận được 5 coi sau khoảng một khoảng thời gian nào đó. Đó chính là phần thưởng của các bạn khi online phần mềm này. Và tối đa trong một ngày các bạn on 24/24 đấy ạ, các bạn chỉ nhận được 500 coin thôi. Có 3 phần chính, đó là tăng like bài viết, tăng like fanpage và tăng lượt theo dõi. Và số giá thành là 1 like như các bạn đã thấy ạ. Ở phần bên dưới, giá like bài viết là 2 coin trên 1 like và 1 gold trên 1 like. Đắt hơn phần mềm phiên bản trước là 1 like, 1 coin trên 1 like và không có gold. Thì mình sẽ thực hiện với bài tăng like bài viết trước. Đó, các bạn kích vào tăng like ảnh và post. Đó, tôi sẽ lấy một bài viết bất kỳ mà tôi vừa mới post lên trang fanpage của mình. Tôi sẽ lấy một bài viết ở trong đó. Tôi vừa mới đăng cách đây tổng khoảng vài phút thôi. Đó, các bạn chờ tí nhé. Các bạn chú ý đây, khi lấy link thì chúng ta lên kích vào khoảng thời gian mà chúng ta vừa đăng. Ví dụ tôi vừa đăng cách đây 7 phút thì tôi sẽ kích vào khoảng thời gian là 7 phút của tôi. Đó, các bạn copy toàn bộ link ở phía trên đi. Copy toàn bộ link ở phía trên. Đó, các bạn chú ý đây, bài viết của tôi vừa đăng lên cách đây 7 phút và có số lượng tiếp cận là 7 người và không lượt thích. Đó, tôi sẽ quay trở lại phần mềm. Đó, tôi sẽ nhập số like ở đây mà tôi tương ứng ví dụ 200 like. Rồi, paste cái link vừa rồi tôi vừa copy được và tăng like, các bạn thấy không ạ? 200 like, mất 400 coin, tức là mất khoảng tầm 80% rồi. 80% mà một ngày chúng ta on 24/24 đấy ạ. Thì tăng like fanpage. Chúng ta xem đi. Tôi thử kích vào xem như nào. Mà thôi. Để tôi vào thử vào đây xem đã. À, các bạn nên nhớ rằng là chúng ta phải đợi tầm 10-15 phút đấy để số like nó lên. Thì các bạn nhấp vào đăng ký, nhật ký để xem số like đã nhận là 9 like. Và trạng thái vẫn đang hoạt động. Chúng ta đợi khoảng thời gian nữa rồi chúng ta sẽ vào F5 lại trang fanpage của mình. Ở đây nếu mà các bạn sẽ xem được cái nào sẽ hoạt động và cái nào không hoạt động, nếu có các link nào mà bị lỗi, các bạn có thể hoàn tất lại được cái số coin mà các bạn vừa giao dịch. Đó, tôi sẽ vào phần like fanpage. Thì ở đây like fanpage tôi sẽ nhập cho các bạn xem. Đó, 100 like là 5.000 gold và theo các phiên bản trước 5.000 gold rơi vào khoảng tầm 40-50.000 gì đấy, rất là đắt, quá đắt luôn so với các dịch vụ Facebook như mà bên tôi cung cấp là chỉ 120 đồng trên một like fanpage, like thật luôn đấy. Rồi, để tôi chứng minh cho các bạn thấy. Tôi sẽ vào phần mua gold.
Đó, các bạn đợi xíu nhé. Thì cái phần để tôi sẽ cho bạn thấy giá gold của nó là cao như thế nào. Mạng của mình hơi kém, các bạn thông cảm. À, bị lỗi. Chắc là cái này mới nó mới nâng cấp lên và nó chưa làm lại được cái phần làm gold. Chỉ 1 2 ngày nữa là chắc là đâu thôi và các bạn sẽ thấy thôi. Tôi chuyển qua phần theo dõi. Ở đây tôi sẽ làm thử cho các bạn xem. Thì các bạn sẽ nhập sang ô là phía bên này là nhập sang tài khoản khác. Thì các bạn sẽ lấy ID của tài khoản mà các bạn muốn đăng nhập theo dõi. Thì ở đây tôi sẽ lấy luôn tài khoản của tôi. Tôi sẽ kích vào ảnh đại diện và copy. Các bạn chú ý này, lấy ID này. Lấy ID chúng ta sẽ lấy vào cái dãy số cuối cùng trong các dãy số đấy. Tức là sau dấu chấm là 100 và là 1000 và đằng sau là bao nhiêu đấy. Rồi chúng ta copy ra đây và viết số phần ID của mình. Và các bạn có thể lên Google và vào những trang web là lấy ID Facebook, chúng ta lấy ID đó 10, vâng 10 người theo dõi là 500 coin, tức là các bạn đã bỏ ra 1 tiếng à 1 ngày online phần mềm khá là bất tiện, nhưng đổi lại sự bất tiện đấy của bạn là chính là cái like và người theo dõi là hoàn toàn là thật và toàn là người đang dùng đó, các bạn thấy không ạ, toàn người dùng thật 100% đó. Phần mềm này tôi khuyên các bạn là không nên nạp tiền vào phần mềm này vì khá là đắt đỏ. Nếu như các bạn muốn sử dụng tăng lại bài viết hoặc tăng lại fanpage hoặc tăng người theo dõi thì các bạn có thể liên hệ với chúng tôi sẽ để link bên dưới, link Facebook của chúng tôi ở bên dưới. Thì tôi nói qua dịch vụ của bên tôi đối với like bài viết là 150.000 một tháng, có 200 like trên một bài viết, tối đa một ngày có thể đăng được 15 bài viết. Like Facebook, like fanpage và tăng người theo dõi là 120 đồng trên một like và một người theo dõi. Các bạn tính xem rất là rẻ đúng không ạ? Quá rẻ luôn. Đối với like bài viết thì các bạn dùng trên 2 tháng chúng tôi sẽ tăng lên là 350 like. Giá tiền vẫn là 120.000. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Các bạn nhớ subscribe kênh và chia sẻ cho mình nhé. Xin chào các bạn đã quay.